Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh em hay của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Xin Thiên Thần con vừa công bố xóa sạch tội chúng con đã phạm. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021, trong thánh lễ thứ Bảy tuần thứ 33 mùa thường niên, Thánh sử Luca dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ ấy có những người thuộc nhóm Sa-đốc, có những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu và có Chúa Giê-xu ở giữa họ. Những người thuộc nhóm Sa-đốc, như Thánh sử Luca khẳng định, họ không tin vào sự sống đời sau, họ không tin vào sự sống lại, họ chỉ tin sự sống ở cuộc đời này. Vì họ chỉ tin cuộc sống đời này nên đối với họ cuộc sống vắn vỏi, ngắn ngủi, và tất cả những gì có thể có được chỉ hiện hữu trong cuộc đời này mà thôi. Thế nên họ mới mang những gì trong sách Đệ Nhị Luật ra để hỏi Chúa Giêsu. Và câu hỏi này, trường hợp này đã được viết trong sách Đệ Nhị Luật với mục đích như thế này. Luật trong Đệ Nhị Luật, luật thời cựu ước, luật trong trật tự tôn ti và lịch sử của dân Do Thái, dân Israel, dân của Chúa, quy định khi một người ăn lớn lấy vợ mà chưa có con, chẳng may người ăn ấy qua đời, thì anh em dòng tộc, bảng văn chỉ viết là anh em, người, những người em của người ăn quá cố đấy, nhưng mà chú giải thì cho thấy không phải chỉ là những anh em ruột mà còn là những người cùng trong dòng tộc buộc phải đến ăn ở với người vợ quá ấy.
không phải là một sự loạn luân, nhưng cái nhìn của người Do Thái thời bấy giờ, họ tự hào là dân của Chúa, và vì vậy như lời Chúa nói, họ khao khát có con nối dòng, nối dõi. Mà một người nam, nhất là người anh lớn trong gia đình, mất đi mà không có con nối dòng, nối dõi thì dòng tộc đấy sẽ bị tru diệt, giống nòi tên tuổi sẽ bị cạn kiệt. Và vì thế người ta phải có người cùng giống nòi ấy, trong dòng tộc ấy, bộ lạc ấy, thứ dân ấy, đến ở với người phụ nữ quá bụa để có con, để rồi đời sau đứa con sinh ra mang tên của người đàn ông đã mất, tiếp tục lưu danh. Đó là suy nghĩ của dân Chúa trong cựu ước, bởi vì họ chưa được dạy về sự sống đời đời. Thế nên khi họ mang đến cho Chúa Giêsu câu hỏi này, thì chúng ta để ý Thánh sử Luca sắp đặt trật tự rất tài tình. Họ hỏi Chúa Giêsu là luật Môi-se viết cho chúng ta. Họ xem Chúa Giêsu là một người trong dân Do Thái, hỏi Chúa Giêsu Môi-se viết cho chúng ta, không loại trừ ai hết, cả ông Giêsu. Mặc dù họ tôn Chúa Giêsu là thầy, là người có khả năng giải thích luật, nhưng mà với cái nhìn của con người, vì họ không tin vào những gì Chúa đã dạy, mà đi ra khỏi cái hiểu biết hữu hạn của họ, nên họ chụp lên trong tương quan nội hàm của trường hợp được đưa ra để giải thích ấy, là dạy cả Chúa Giêsu và những người đang sống như thế này, không tin vào sự sống đời đời, nên chỉ thấy một người thanh niên mang tên Giêsu trong thân phận của con người, chưa thấy được sức mạnh tình yêu thần linh của đấng giải thoát. Và đứng trước sự ngây ngô hữu hạn của những người Sa-đốc, Chúa Giêsu mới trả lời với họ hai phạm chủ khác nhau. Các ngươi nói về đời này, còn ta đến dạy về sự sống đời sau. Các ngươi sống bám vào hữu hạn trần thế, ta dạy các ngươi chân lý đời đời. Và khi tin vào chân lý đời đời thì chúng ta không sợ sự hữu hạn của trần thế nữa. Chúa Giêsu giải thích, con cái đời này thì làm như thế, nhưng mà con cái Thiên Chúa thì không, bởi vì họ tin vào một Thiên Chúa đấng là sự sống, nên những ai tin vào đấng ấy thì là con cái của sự sống. Và bằng chứng, nếu họ bước ra khỏi bộ luật ngũ thư, năm quyển sách đầu tiên của cựu ước, thì họ sẽ thấy Môi-se cũng có tuyên xưng Thiên Chúa hằng sống chứ, nhưng mà họ không đón nhận được. Trong bối cảnh, trong thực tế của cơn đại dịch tưởng rằng đã qua nhưng đang đe dọa sự trở lại, thành phố này, trên đất nước này, tối hôm qua có tổ chức một buổi tưởng niệm anh chị em mà người ta gọi là đồng bào đã qua đời. Chắc chắn từ thiết kế lễ đài cho đến trang hoàng, cho đến ứng dụng ánh sáng, âm thanh, đều hướng tất cả mọi người đến một sự tiếc thương, trầm lắng, linh thiêng. Nhiều trang báo điện tử trên mạng là phủ đầy hai màu trắng đen hoặc là xám để nhắc nhở điều gì? Đâu có nhắc nhở những người đã khuất, nhắc nhở những người đang sống này. Khi nghĩ về những người đã ra đi,
chúng ta hãy nghĩ lại những người đang còn sống để biết cách sống. Trong tường thuật về lễ tưởng niệm tối hôm qua, trước khi đi vào giây phút linh thiêng để tưởng nhớ những người đã qua đời trong suốt một năm rưỡi đại dịch vừa qua, thì người ta chiếu những hình ảnh của những người còn sống. Trong đó có các nữ tu được bề trên, được các chị em tiễn đi lên đường, bước ra khỏi tu viện của mình, bước lên chuyến xe không đồng nghĩa tình để đi vào trong vùng dịch phục vụ anh chị em của mình. Và người ta gọi đó là những người thân thương của những người xấu số. Bởi vì những ai nhiễm bệnh không được người thân đi theo chăm sóc, những ai quá nặng, bệnh trở nặng, thì các y bác sĩ khi tiên lượng được sự sống còn rất ít thì phải lập tức trở ra những vùng khác để cứu những người còn có thể sống. Và các bác sĩ giao phó những người đang vắt cạn những hơi thở cuối cùng, những giọt máu cuối cùng ấy cho các thiện nguyện viên tôn giáo, các chức sắc Phật tử, các nữ tu linh mục công giáo, và trong đó có anh chị em tín hữu Tin Lành. Trong vô số những hình ảnh vắt nước mắt con người, đánh động tâm hồn con người, quy hướng mọi người vào sự trầm mặc tĩnh lặng của đêm tối, người ta thấy sáng lên những tâm hồn quả cảm xả thân, dám bước ra phía trước để phục vụ anh chị em mình. Trong đó người ta nói lên lời tri ân một vị bác sĩ già, trưởng trạm y tế một xã ở huyện Nhà Bè, vùng ven của thành phố tráng lệ này. Bác sĩ chỉ còn có mấy tháng nữa thì nghỉ hưu rồi, và để có thể sống trọn vẹn với nghiệp y của mình, bác sĩ không cần phải làm gì, chỉ cần giữ an toàn, giữ sự trong sạch trong chức nghiệp. Mấy tháng, tháng 11 là bác sĩ 60 tuổi là được nghỉ hưu rồi. Vậy mà phu nhân vị bác sĩ ấy kể lại, và người ta cũng chiếu hình ảnh xả thân của vị bác sĩ đó ở giữa những người mặc đồ phòng hộ, giữa những khu cách ly, giữa những bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Phu nhân bác sĩ, bà quả phụ, kể lại ông ấy biết là mình không cần phải làm những việc ấy. Ông ấy biết trong hoàn cảnh đó có thể xin về hưu sớm, nhưng ông ấy biết điều cao quý hơn là vì không còn nhiều thời gian nên phải tất bật để cho đi. Một người có tâm hồn hướng thượng, một người có tâm hồn cao đẹp, luôn nghĩ đến người khác, luôn bước ra khỏi sự an toàn của mình, sự êm ái thuận tiện của mình để sống cho người khác, sống vì người khác. Một cuộc đời đẹp khi biết sống, một cái chết đẹp khi đã sống xứng đáng với nhân phẩm và nhân vị của mình. Qua câu chuyện đó, chúng ta thấy hiểu rõ hơn, sâu hơn điều Chúa Giêsu nói về chính Ngài, về Thiên Chúa của kẻ sống là Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta theo Chúa, chúng ta học nơi Chúa, chúng ta rập khuôn đời mình vào cuộc đời của Chúa, chúng ta biết mình cần phải làm gì, chúng ta biết mình phải cần sống như thế nào. Người có điều kiện về kinh tế, vật chất, sống quảng đại, cho đi,
thì người ấy luôn luôn cảm thấy sự bình an. Người nào có điều kiện mà keyboard chát bóp không dám trao ban thì người đó sẽ lo sợ vì của mình có sẽ bị mất đi. Đó là thực tế trong cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa của kẻ sống, Thiên Chúa không mời gọi chúng ta phải gặt, phải hái, phải vay, phải mượn, phải lấy cái gì đó để cho, nhưng hãy cho chính sự sống của mình, để rồi mai này chúng ta không tiếc nuối. Bài đọc thứ nhất kể cho chúng ta sự hối tiếc hồi tưởng của một vị vua. Khi sống biết mình sống không chọn trong phận vụ của mình, đến khi về hưu mới cảm thấy ấm ức âu lo. Còn một người đã sống trọn vẹn tất cả những gì mình có cho người khác, cho tha nhân, cho anh chị em của mình, thì người đó có được sự bình an của Chúa để đi tiếp hoặc bước tiếp qua một sự sống mới. Chúng ta đừng sống như con cái đời này. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở, hãy sống như con cái của Chúa. Sự sống của chúng ta, tương lai của chúng ta được Thiên Chúa đã lập trình để sống hạnh phúc, sống viên mãn, sống đời đời. Còn chúng ta có nhận ra hay không thì đó là thái độ lựa chọn sống của mỗi người chúng ta. Người Sa Đốc, họ không dám bước ra khỏi bộ ngũ thư để nhận diện Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy can đảm, hãy quảng đại bước ra khỏi quyển sách thánh này, để lời của Chúa không chỉ dừng lại ở những dòng chữ đọc được mà còn là lẽ sống của mỗi người chúng ta từng ngày.